Allen đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi ghi được 7 bàn thắng và có được 2 kiến tạo ở hai đấu trường chính là Bundesliga và Champions League. Từ khi khoác áo Dortmund, chân sút 20 tuổi này đã có được 24 bàn sau 27 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Khả năng ghi bàn nhạy bén của tiền đạo người Na Uy giúp anh trở thành một trong những tiền đạo hot nhất châu Âu hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên đài Sky 90, ông Christoph Froome, giám đốc thể thao của Red Bull Salzburg, câu lạc bộ cũ của Haaland, đã lập tức quả quyết tiền đạo người Na Uy sẽ gia nhập Liverpool trong tương lai. Điểm đến tiếp theo của ấy sẽ là Liverpool, tôi chắc như bắp. Erling Haaland có thể chơi ở bất kỳ câu lạc bộ nào trên thế giới. Với tâm lý, ý chí và sự tự tin, cô ấy có thể tạo nên dấu ấn tại bóng đá châu Âu trong 10 năm tới. Chia sẻ trong buổi họp báo trước đấu với Real Madrid, Conte đã thừa nhận việc ông từng ở rất gần với Bernabeu, nhưng cuối cùng, huấn luyện viên người Ý từ chối cơ hội này. Trong quá khứ, đã có cơ hội để tôi trở thành huấn luyện viên của Real Madrid, nhưng vấn đề là tính thời điểm không phù hợp. Đã có vài thời điểm mà tôi đã ở rất gần với câu lạc bộ này. Tuy nhiên, lúc đó mùa bóng mới đã bắt đầu, rất khó để tôi có thể chuyển sang dẫn dắt một đội bóng khác trong giai đoạn lưng chừng của mùa giải. Mà so tài với Real Madrid, hứa hẹn sẽ là thử thách lớn với Inter cũng như cá nhân Conte. Huấn luyện viên 51 tuổi sẽ không có sự phục vụ của Lukaku cũng như tiền vệ quan trọng là Stefano Sensi. Trong khi đó, một người nổ khác là Alexis Sanchez dù trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân của cầu thủ người Chile vẫn còn đang bỏ ngỏ. Gerd Müller là một trong những tượng đài của bóng đá thế giới với biệt danh kẻ giỏi bom. Tuy nhiên, trong những năm cuối sự nghiệp, Müller mắc chứng nghiện rượu và khiến huyền thoại bóng đá Đức mắc căn bệnh mất trí nhớ quái ác Alzheimer. Tình trạng của Müller được công khai vào tháng Giêng năm 2015 và từ đó đến giờ, ông đang được chăm sóc đặc biệt ở viện dưỡng lão Bavaria. Mới đây, vợ của Gerd Müller, bà Ulrike Müller đã tiết lộ câu chuyện đau lòng về tình trạng hiện tại của tiền đạo người Đức. Chia sẻ với Bild, bà Ulrike cho biết chồng của bà đang chết dần chết mòn vì bệnh. Ông ấy gần như không thể ăn uống được gì, chỉ nằm trên giường gần như suốt 24 giờ mỗi ngày và chỉ có vài giây phút là tỉnh táo. Thi thoảng, ông ấy có thể ra dấu hoặc không có bằng việc nháy mắt. Müller đang rất yếu và tôi nghĩ ông ấy sẽ không còn phải chịu đựng thêm đau đớn nữa. Giờ thì ông ấy đang từ từ đi vào giấc ngủ cuối cùng. Huyền thoại Man United cũng như huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Wales, Ryan Giggs, mới đây vừa bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về vụ hành hung bạn gái. Theo thông tin ban đầu, bạn gái của Ryan Giggs là Kay Greville bị thương sau vụ lộn xộn ở nhà riêng. Huấn luyện viên Wales đang bị cảnh sát nghi ngờ tấn công bạn gái với tội danh hành hung và làm tổn hại cơ thể người khác. Ngay sau đó, Liên đoàn bóng đá xứ Wales cũng đã xác nhận vụ việc này. Đội tuyển quốc gia nước này chuẩn bị nộp danh sách những cầu thủ cho đợt tập trung tháng 11 để chuẩn bị thi đấu tại UEFA Nations League. Tuy nhiên, do sự cố huấn luyện viên trưởng của họ bị công an triệu tập, thời điểm công bố danh sách đã bị hoãn lại. Hôm 2 tháng 11, Ibrahimovic đăng tải hình ảnh áo số 10 tuyển quốc gia kèm với caption "Lâu ngày không gặp" trên trang cá nhân. Chính vì lẽ đó, nhiều người hâm mộ hy vọng anh sẵn sàng trở lại khoác áo đội tuyển Thụy Điển khi có trận giao hữu với Đan Mạch vào ngày 11 tháng 11 trước khi tham gia hai trận đấu tại Nations League gặp Croatia và Pháp. Ibrahimovic tuyên bố giải từ tuyển quốc gia vào năm 2016 sau khi anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Thụy Điển với 62 bàn sau 116 lần ra sân. Goal nhận định cơ hội trở lại tuyển Thụy Điển của Ibrahimovic càng trở nên có hy vọng khi anh đang thi đấu thăng hoa cùng với AC Milan ở mùa giải mới.